Anh em có nhu cầu muốn đi học dầu online thì hãy nên shop đi làm một tỷ.com nhé. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mục ram rom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi. Top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng. Hello anh em nha, chào mừng anh em đã đến với channel của mình là Nick Nạp 1 tỷ đây. Thì hôm nay mình sẽ làm video giải đáp cho anh em một số thắc mắc là tại sao dạo gần đây giá vàng nó xuống rất là ghê gớm luôn, xuống cực kỳ là kinh khủng luôn, thậm chí là bằng nửa giá vàng, tức là giá vàng bây giờ đắt gấp đôi cái thời mà độ khoảng cách đây vài tháng trước, rất là đắt luôn. Và đây mình có nhiều vé phết anh em ạ. Còn viên capsule 1 sao này thì mình vẫn chưa biết là AD xây dựng mấy tháng rồi mà vẫn đang xây dựng. Mình nghĩ là cái này nó phải hơn 1 năm, có khi AD mới xây dựng xong. Mà xây dựng xong mở ra thì chắc cũng toàn mấy cái đồ gọi là mấy đồ linh tinh. Và đây thì mình có rất là nhiều đồ, anh em có thể lên shop linkdam1ty.com để mình của mình để mà mua đồ nhá. Hoặc mua vàng, mua tất cả mọi thứ, nói chung là tất cả mọi thứ nick các kiểu rất là giá, rất là rẻ luôn. Bộ 1S thì mình bán với giá là 60k ví thôi. Và anh em nào bộ 1S thì cũng in bên mình luôn, mình cũng nhập luôn bộ 1S để cho anh em chơi nhá. Ở đây thì đợt trước thì mình có rất là nhiều ngọc. Ngọc đây là mình còn chát thế giới, nó cũng hết dần đi đấy. Trước đây mình có rất nhiều ngọc. Đợt mà AD mà fit bộ 1S mình bay màu mấy mấy chục bộ 1S thì mình không nhớ nữa, nhưng mà tính ra phải đến 7-8 triệu Việt Nam đồng ấy, bay màu ấy. Nếu mà tính ra tiền ấy, nhân với 150.000 bộ ấy, khá là thốn thôi anh em ạ. Để mà mình lý giải cho anh em tại sao là cái giá vàng bây giờ nó đang rất là đắt. Tức là giá nó đang thấp, giá nó đang ít ít ấy. Anh em mua 10.000 sẽ được ít hơn ngày xưa ấy. Thế thì gọi là giá đấy. Ồ, cái này bán được 20 ngọc này, quá ngon. Mình nhận này thôi, ok, được 19 ngọc. 19 ngọc, ok. Thì như anh em đã thấy là dạo gần đây giá vàng nó xuống rất là ghê luôn. Ví dụ như anh Ngô Nhân này đang nhập giá vàng này. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem này. Một tháng trước là anh ấy nhập với giá CM1 là X6.9, CM2 là 5.7, CM5 của mình là X7. Đấy, còn CM9 là X3.8. Còn bây giờ là cách bây giờ là được hơn một tháng rồi. Bây giờ là ngày mười mấy, là nói chung là được tháng, hơn tháng, gần tháng rưỡi rồi. Gần tháng rưỡi thì cập nhật lại giá vàng này. CM1 là ngưng nhá, thì mình không nói. CM2 là từ X5.7 nhá xuống thành X3.8 mà chỉ trong vòng một tháng thôi. Xuống bao nhiêu phần trăm? Quá là ghê luôn, xuống rất là nhiều phần trăm luôn anh em ạ. Còn CM3 là X6. Ok, vẫn X6, CM4 là X8, X8 thì bây giờ xuống thành X6.5. Cũng xuống rất là ghê luôn anh em ạ. Còn CM5 thì đang X7 xuống thành X6.5. Thì CM5 thì mình cũng nhập vàng số lượng lớn X6.5, anh em có nhu cầu thanh lý thì bên mình nha, mình chấp nhận giao dịch bằng thỏi vàng. Đấy, thì anh em giao dịch thì bên mình nha. Còn ví dụ như CM7 này, CM7 cũng xuống rất là ghê này. CM6 này, CM6 thì vẫn CM6 cũng xuống ghê, CM6 cũng xuống ghê anh em ạ. Bây giờ là CM5 này, CM5 thì mình vừa nói rồi. CM4 cũng xuống này, CM8 cũng xuống rất là ghê. Còn CM9 thậm chí lên giá anh em ạ. Bởi vì CM9 thì vàng đã ở cái mức rất là thấp rồi. Mức X4 là mức cực kỳ thấp rồi. Mình thấy là game bây giờ đang khá là ổn. Có một cái game mình có một cái chức năng mà mình rất là khó chịu. Mình thực sự là rất khó chịu bởi cái chức năng đó. Ở cái game này đó là chức năng giao dịch. Mình thực sự là khó chịu luôn. Ví dụ mình giao dịch với cả bạn này, giao dịch với cả bạn N7 gửi này, đôi khi lại ra là bạn thần say ra này. Mà không những thế, đôi lúc mình giao dịch với cả bạn ấy mà bên bạn ấy không hiện giao dịch, hoặc là bên mình hiện giao dịch, mình ấn vào cái thì nó bị lỗi giao dịch. Cực kỳ khó chịu về cái chức năng lỗi giao dịch này của game luôn. Mình khẳng định luôn, cái chức năng lỗi giao dịch này mình cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không bàn luận về vấn đề đó. Và anh em biết tại sao giá vàng bây giờ xuống rất là ghê không? Giá vàng xuống rất là ghê hiện nay là do các website chẵn lẻ Momo, rồi các website chẵn lẻ qua con số may mắn ấy. Nói chung là chẵn lẻ ấy. À, chẵn lẻ ở đây là không còn được nhỉ. Nói chung là các website về chẵn lẻ mà chơi bằng vàng có game ngọc rồng ấy. Mình không bao giờ ra web chẵn lẻ như thế nhá. Nhưng mà nó xuống là do các web chẵn lẻ bây giờ rất là nhiều luôn. Mà nhiều những cái web chẵn lẻ như thế sẽ làm cái nguồn vàng nó sẽ được dự trữ ở những cái web đó. Thì anh em phải nạp vàng vào web để mà chơi đúng không? Nạp vào web để chơi thì vàng nó lại tích ở cái thằng chủ của cái web đó. Thì thằng chủ của web đó nó đang tích rất là nhiều vàng. Ví dụ có 100 người mà mỗi người tích 1 tỷ đi thì là 100 tỷ rồi. Thế là có 100 tỷ rồi. Mà đâu phải 100 người đâu, cả mấy nghìn người, cả mấy nghìn tỷ. Mà bao nhiêu web như thế tự dưng nguồn vàng nó lại có mấy nghìn tỷ ở trong web đúng không?
mà ở trong web thì sẽ không được đưa ra lưu thông. Không được đưa ra lưu thông thì vàng đương nhiên nó sẽ rẻ đi. Đấy là một phần. Còn phần thứ hai thì đấy là đương nhiên có rất nhiều vấn đề để mà vàng, rất nhiều yếu tố để mà vàng đắt lên nhé. Nhưng mà đấy là vấn đề chủ yếu đấy, chủ yếu nó là thế. Còn tiếp theo là cũng là một phần là do là thời điểm gần Tết rồi. Thường thường anh em nhé, những cái thời điểm gần Tết nhé, những cái thời điểm gần Tết ấy, tức là càng về sau ấy thì cái ngọc ấy, ngọc càng hiếm. Ví dụ ngày trước mình bán với giá X9, như bây giờ mình chỉ bán với giá X7.2 thôi, mà mình bán với giá X7.2 là rẻ nhất server nhé. Mình là một trong những người hiếm hoi mà ở một một cái server nào đó, mà kiểu chuyên về một cái server nào đó ấy, mà còn ngọc Tết. Mình là một trong những người hiếm hoi là như thế đấy. Còn những cái YouTuber nhiều tiền ấy, những cái đại gia thì chuyên về nhiều server thì mình không nói, những cái người đó rất là giàu mình không nói, nhưng mà cũng là gọi là khá là hiếm để mà còn lượng ngọc như thế. Mình xả rất nhiều, thực sự luôn, mình xả rất nhiều, mà bây giờ ngọc mình còn vẫn rất, rất nhiều, nên là mình bán với giá rất là rẻ cho anh em luôn. Lúc nào mình cũng bán với giá rẻ nhất từ đầu đến cuối luôn. Thế nên là cái lượng ngọc nó, điều thứ nhất, lý do thứ nhất là do các web nô đề chặn lẻ, các web mà chơi bằng vàng ấy, cờ bạc bằng vàng của game Ngọc Rồng ấy thì ra rất nhiều, vậy nên là lượng vàng sẽ được nạp vào trong đó và chưa được rút ra, vậy nên là cái lượng vàng lưu thông trong game nó sẽ bị ít đi, thì giá nó sẽ, thì tức là cung ít nhưng mà cầu lại vẫn thế, vậy nên là nó sẽ rất là hiếm. Hoặc là anh em mua vàng, trước đây anh em mua vàng trong cái game này, anh em mua vàng thì chắc để chơi chặn lẻ thôi, chứ còn anh em mua đồ thì cũng một phần, nhưng mà chơi chặn lẻ rất nhiều, mình khẳng định là thế. Mình biết rất nhiều người mua vàng để chơi chặn lẻ thôi. Còn cái thứ hai là do là thường thường cuối năm ấy thì cái lượng ngọc nó ít đi, lượng ngọc ít đi thì bán với ngọc giá rất là thấp thì vàng nó cũng giảm theo, ngọc giảm thì vàng giảm, thường thường là thế. Thường thường vàng giảm là ngọc cũng giảm, thường thường là vậy nha anh em. Bởi vì đấy, anh em cứ để ý mà xem cái dịp cuối năm ấy, dịp nào cuối năm thế thôi, thì thường thường là vàng nó sẽ khá là giá khá là cao anh em ạ. Thế nên là anh em nếu mà có mua vàng thì anh em mua tầm khoảng tháng 4 đổ lại ấy, tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì giá rất là rẻ. Nhưng mà đương nhiên cái này nó tiêu dùng rồi, nó tiêu dùng rồi thì chẳng có gì để mà nói trước được, nó tùy vào tình trạng game. Tình trạng game mà tốt thì kể cả đầu năm hay cuối năm thì nó giá nó vẫn ok. Nhưng mà cái giá này thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc anh em chơi game đâu. Bởi vì giá mà anh em mua đắt ấy thì đồ nó lại đắt. Ví dụ như là cái giá này nhá. Ví dụ trước đây cái găng này nhá là 200 thỏi vàng đi. Đây mình ví dụ nha, mình không biết giá này, nhưng mà ví dụ là 200 thỏi vàng đi, 100 thỏi vàng đi, 100 thỏi vàng thôi. 100 thỏi vàng đi mà hồi ý là ngọc vàng bán với giá x7 đi. Còn bây giờ vàng bán với giá x6 thì cái này nó chỉ độ khoảng 90 thỏi vàng hoặc 85 thỏi vàng thôi. Kiểu nó thế, nói chung là giá sẽ lên xuống theo cái giá thị trường của bán vàng, nhập vàng ấy. Thế nên anh em không phải lo về cái việc mà anh em sau đợt trước em mua 10.000 được 70 triệu, bây giờ mua 10.000 được có 50 triệu. Cái đó nó không ảnh hưởng gì đến cái việc anh em chơi đâu. Có cái là đang mua được 70 triệu, bây giờ mua xuống này có 50 triệu thì cảm giác nó hơi ít. Cảm giác nó ít thôi, chứ thực ra là nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc mà anh em duy trì chơi game hay là mua đồ trên game hay gì. Nó cũng ảnh hưởng nhưng ảnh hưởng không nhiều đâu anh em ạ. Cũng ảnh hưởng nhưng mà nó không ảnh hưởng quá là sâu, và một thời gian nào đó nó sẽ tự bão hòa, nó sẽ tự, đồ nó sẽ tự giảm đi. Nếu mà giá đắt, giá vàng giảm thì đồ nó sẽ tự giảm. Mình khẳng định là như thế luôn, giá đồ sẽ tự giảm. Nhưng anh em không phải lo gì về cái việc mà vàng giảm. Đấy, đấy là những cái lý giải để cho anh em biết là tại sao mà vàng dạo gần đây nó giảm rất là ghê. Những ADR lớn thu mua rất là nhiều, nó giảm rất là ghê. Thì có ba lý do. Lý do thứ nhất là do web cờ bạc là nạp bằng vàng. Vậy vấn đề thứ hai là cuối năm thì thường thường nó giảm. Vấn đề thứ ba là do những đại lý gom vàng rất là nhiều, thế nên là nó giảm. Ok anh em có thấy video này hay thì anh em nhớ đăng ký like và subscribe cho mình. Anh em có nhu cầu mua nick thì nên shop nick nằm 1t.com để ủng hộ mình nha. Shop nick mình bán mắc rẻ mắc uy tín, anh em được khuyến mại từ 10% đến 40% khi nạp qua Facebook Zalo, anh em nhớ ủng hộ mình nha. Ok bây giờ thì mình sẽ chọn ra hai bạn may mắn nhất để nhận được 10k shop nha. Ok bạn đầu tiên thì mình xin chúc mừng bạn trùm NZO Server 6. Ok bạn tiếp theo thì mình xin chúc mừng là bạn
NNHFF. Ok, xin chúc mừng hai bạn đã được cộng 10k shop vào tài khoản shop nha. Anh em hãy comment tài khoản shop bên dưới để mình cộng tiền cho nha.